xin thầy hãy tâm mở lối cho con. Năm ngoái con về thăm nhà, mẹ con có dạy con rằng cứ tu phẩm trợ đạo theo Phật giáo Đại thừa là tứ niệm xứ, tứ chánh cầu, tứ như ý túc năm căn lục căn, thất giác chi và bát chánh đạo. Đó là lời mẹ con dạy, nhưng thực ra con chưa hiểu nhiều về Phật giáo Đại thừa này. Kính mong quý thầy chỉ dạy. Con xin cảm ơn thầy. Các thuật ngữ vừa nêu đó gộp lại được gọi bằng một cái danh từ chung là 37 phẩm trợ đạo, có nghĩa đen là 37 yếu tố giúp cho chúng ta đi đúng chánh đạo và đạt được kết quả theo lời Phật dạy. Vì thời gian quá giới hạn, không thể nào giải thích được hết tất cả 37 khái niệm vừa nêu. Nên thầy kính khuyên người đặt câu hỏi đó vào trong google.com đánh từng khái niệm một, thì toàn bộ các định nghĩa và nội dung đó được trình bày rất là đầy đủ. Ví dụ tứ chính cần thì chúng ta sẽ được dẫn đến các trang web cho chúng ta biết có 4 nội dung. Nội dung 1 là siêng năng kết thúc các điều xấu đã từng xảy ra trong quá khứ. Siêng năng 2 là không tạo cơ hội cho bất kỳ một điều xấu nào có thể tái diễn trong tương lai. Thì đây là cách mà chúng ta khép lại hết tất cả các nghiệp xấu, nghiệp phi pháp mà vốn nó dẫn đến các nhân quả nhãn tiền, những nỗi khổ niềm đau hành hạ mình, đeo bám mình và trả đũa mình. Siêng năng 3 tạo điều kiện cho các hạt giống thiện chưa có mặt được có mặt. Thì đây là điều mà chúng ta trở nên năng động, tích cực, rồi nhập thế, giúp người, cứu đề, làm từ thiện, làm Phật sự, biết chia sẻ phước báo, biết hướng dẫn người khác. Tức là chúng ta làm tất cả những thứ mà trước đây đó nó được xem là điều tốt mà ta chưa từng làm. Người ta nghĩ là tôi không có nhu cầu, tôi không thích làm, tôi không quan tâm để làm. Bây giờ chúng ta phải nỗ lực làm. Nỗ lực 4 đó là phát triển ngày càng lớn hơn những điều thiện đã từng có trong quá khứ. Ví dụ như trước đây mỗi tháng đó mình dành dụm được 50 euro để làm từ thiện ở nhà, rồi mình gửi về cho cha mẹ đó 100-200 euro để nuôi dưỡng tuổi già. Thì bây giờ chúng ta ngày càng phát triển hơn, ít nhất là giữ được cái chuẩn đó, hoặc là chúng ta tăng thêm. Trước đây là 200, bây giờ 220, trước đây là 50, bây giờ là 60. Đó là tăng trưởng cái điều kiện đã từng có trong quá khứ. Thì đó là 4 nội dung siêng năng mà Đại Đức Phật đó, nó dẫn đến các phước báo và hạnh phúc ngay đời sống hiện tại này. Ngoài ra đó thì ta có thể ứng dụng lời Phật dạy trong tình huống này để phát triển siêng năng trong việc lập nghiệp, siêng năng trong việc vượt qua nỗi khổ niềm đau, siêng năng chiến thắng các nghịch cảnh, siêng năng để trở thành con người vĩ đại, siêng năng để tu tập đạo đức, siêng năng để trở thành một người hữu dụng. Tức là những cái siêng năng đó nó đều giúp cho chúng ta ngày càng được tốt đẹp hơn và cao quý hơn. Thì tương tự các khái niệm còn lại chúng ta nên chịu khó tra vào trong internet á, thì mình có thể nắm bắt nội dung căn bản. Trước khi chuyển qua một câu hỏi khác đó, thì thầy xin nói gọn thế này: 37 yếu tố dẫn đến sự tu tập chánh pháp có an lạc đó không phải là những lời dạy trong kinh điển Đại thừa, mà nó là những lời dạy cộng thông trong Phật giáo Nguyên thủy, trong Phật giáo Đại thừa và trong đạo Phật phát triển. Nghĩa là nó là những nhân cách, những điều kiện đạo đức rất tốt mà tất cả mọi người chúng ta nên sở hữu và đạt được trong kiếp người này. Ai sở hữu được 10 điều trong 37 điều thì cái đó đạt được việc thiện 30%. Người nào đạt được 30 điều trong 37 điều thì cái đó đạt được cái thiện 80%. Và do vậy hãy cố lực, nỗ lực làm cho đến lúc nào chúng ta hoàn thiện hết tất cả
37 yếu tố vừa nêu, chúng ta trở thành thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này, tức là trở thành bậc giác ngộ giải thoát đấy. Từ việc đó thì ai cũng có khả năng làm được. Xin đi qua khác. Kính bạch thầy, đã từ lâu con có tâm nguyện